chàng trai cứ liều lẫn ai để kìa em là ai mà đôi bờ vai lại cứ lăn tăn ngay dài. La la khi đang công em thấy kia cơ mà la chàng trai sexy lady. Ê, ai đi qua lối đó để lòng người thật đớn đau, mong em ra cuối phố để bạn người phải nghe. Chọn cho chị đẹp đạp gió rẽ sóng tại We Choice Awards 2023, hạng mục TV show của năm và hạng mục nghệ sĩ có hoạt động nổi bật chị đẹp Mỹ Linh từ nay đến 23 giờ 59 phút ngày 24 tháng 1 2024. Tham gia hashtag challenge tỏa sáng cùng chị đẹp, sáng tạo nội dung không giới hạn dưới 3 hình thức: hát và nhảy cover, parody, chơi cùng cáp kích effect. Từ đây cho đến hết ngày 2 tháng 2, 2024 để có cơ hội nhận được giải đặc biệt Oppo Find N3 Flip gặp để tỏa sáng, hai giải khuyến khích, cơ hội nhận được một combo jacket dù unisex thử thách luyện tập. Cùng bình chọn hạng mục chị đẹp truyền cảm hứng và hạng mục Best Performance cho đến 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 2, 2024 trên ứng dụng Onlala.